Cái này là nó quý hơn tiền. Cho thầy cô 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu không bằng cho thầy cô, cung cấp cho thầy cô cái kiến thức này, nó hay lắm. Thầy cô ngồi thẳng lưng lên nghe, chuẩn bị nghe cái kiến thức này. Nói chung nó hay lắm. Không hay không ăn tiền. Chúng ta hãy hình dung thế này. Tức là nếu như mà cái mặt của chúng ta đó, cái bộ não chúng ta nó làm việc tức cười lắm thầy cô. Nó thấy cái mặt của chúng ta mà cười vui như thế này nè thầy cô. Đó, nó thấy cái mặt của thầy cô mà cười, hay dù có cái mặt mà nó thấy thầy cô mà cười giống vậy nè, nó thấy cái mặt thầy cô lúc nào cũng vui vẻ vậy nè, à, là coi như nó tiết ra một cái chất khác thầy cô, à, tự nhiên nó thấy cái mặt thầy cô cười cười vui vui vậy đó, là nó tiết ra một cái chất nó tên là endorphin, thầy cô ghi đi, thầy, cái kiến thức này nó quý lắm thầy cô, nó quý hơn cả vàng, à, endorphin. À, nó tiết ra cái chất tên là endorphin. Được không thầy cô? Endorphin. À, có chữ S cuối cùng nữa ha. Còn ngộ lắm thầy cô. Cái não của thầy cô mà nó thấy cái mặt của thầy cô mà như vậy nè. Nó nhìn cái mặt thầy cô mà rầu rầu giống vậy nè. À. À, nó nhìn cái mặt của thầy cô mà suốt ngày mà cái mặt rầu vậy nè. Hoặc là cái mặt thầy cô mà suốt ngày mà như thế này nè, thầy cô rơi trạng thái này thì lo mà sửa ngay, nếu không là mình chết cái bộ não của mình đó, đau khổ cho cuộc đời mình lắm đó. Nó thấy cái não của thầy cô mà nó ở trạng thái tức giận đó, à, nó thấy cái thầy cô mà cái kiểu này nè, trời ơi, hai con mắt thì trên mày nó xét lên vậy, tức lên á, nổi điên á, ồ, cái miệng thì nhe răng ra la lối ổn thổi, đúng không? À. Nói chung nó thầy cô nào mà hay tức giận với học trò của mình, à, xịt khói ra như thế này nè, đó, xịt khói ra, đó, thì nó tiết ra một cái chất rất là khủng khiếp thầy cô, cái chất đó nó tên là cortisol, được không thầy cô? À, nó tên là cortisol, à, đây là kiến thức về bộ não cơ bản đó thầy cô, đó, thì cái chất mà cortisol này để thầy cô hiểu thêm thì mở cho thầy coi cái clip đi các bạn. A good bathroom is the food goes from the mouth to the stomach. Cái ống thực quản nó bắt đầu từ cái đường miệng của anh chị xuống dạ dày. Here the scientists wanted to see. Bây giờ các nhà khoa học họ mới thấy rằng. When this person is getting angry. Khi một người nào đó tức giận. Is there any change happening inside the body? Có một cái điều gì đó diễn ra trong cơ thể của họ. When they put the camera a little deep inside the mouth. Khi mình cho cái camera này càng vào sâu trong cơ thể không qua đường miệng. They saw with the increase in anger. Chúng ta phát hiện ra rằng khi họ càng tức giận, there is some bleeding, some injury could be seen. Thì có cái hiện tượng chảy máu bên trong. Các anh chị có thể để ý nhìn thấy quan sát. Can you see the bleeding? Can you see the injury? Các anh chị nhìn thấy chảy máu chưa? Các anh chị thấy nó. Rồi, các thầy cô có thấy máu chưa? Thầy cô nào thấy cái video nó cho mình coi là máu nó chảy ra bên trong nổ cái cơ thể mình á. À, ai thấy rồi đưa tay vậy vậy. Được không thầy cô? Rồi. À, bây giờ thầy cô muốn thấy rõ lại cái này đó thì tôi sẽ gửi clip cho thầy cô coi sau được không? Thầy cô được không thầy cô? À, tôi sẽ gửi vào trong cái group thầy cô ha. Rồi thầy cô sau khi là thầy cô vào cái group hiện tại ha. Đó là group thầy cô gì đó. Rồi ban tổ chức họ sẽ gửi clip này vào trong group cho thầy cô coi cho nó rõ. Nhưng mà tôi muốn nói cho thầy cô cái ý này. Đó là khi chúng ta buồn phiền và chúng ta tức giận thì cơ thể chúng ta đã bị tổn thương. À, vì vậy á, là chúng ta sẽ bị các cái tế bào chúng ta nó ứa máu ra, à, nó bị tổn thương, nó chảy máu các kiểu, nó ra một cái lượng đủ lớn thì có hiện tượng này nè, học máu. Thầy có hình dung không? Thầy có hình dung cái cách học máu chưa? À, nhưng mà trên thực tế thì có nhiều người tức buồn nhưng mà chưa đến nỗi học máu, mà chỉ nên là nếu mà thầy cô đi dạy nghe thầy cô nghe kỹ ý này, nếu thầy cô đi dạy mà thầy cô cứ buồn, thầy cô cứ giận, thầy cô cứ tức, à, là thầy cô đang phá hủy cái cơ thể mình một cách khủng khiếp. Những cái người mà thông minh nhất, minh định nhất, họ luôn biết điều này. Khi họ biết điều này rồi thì nhất định thầy cô phải luyện một cái năng lực, đó là năng lực mỉm cười. Thầy cô cười cái coi. Thầy cô cứ cười cười vậy nè. Cái não mình nó thông minh mà nó cũng ngu dữ lắm thầy cô. Tự nhiên không không cái mình ngồi mình cười cười nè. Cái nó tưởng đâu mình vui chứ mình có vui gì đâu.
Tôi đang ngồi giảng bài bình thường chứ tôi có ai chọc nét gì đâu mà tôi vui, tôi cứ cười cười. Cái tự nhiên cái não của mình nó thấy cái mặt mình nó, cái cơ của mình, cái miệng mình nó nhích lên, cái mắt mình cười cười, cái tự nhiên nó tiết ra endorphin. Endorphin chính là cái hormone mà tạo hóa đã ban tặng để cho chúng ta chữa lành cơ thể. À, nếu thầy cô biết có những cái bệnh mà người ta không biết đó là bệnh gì thì đó là bệnh tinh thần. Thầy cô hình dung không ạ? Đó là có những người họ cứ buồn, họ cứ tủi thân, họ có tức giận, họ cứ đố kỵ, họ cứ giận hờn thì tự nhiên cơ thể của họ tràn đầy bệnh hoạn. Mà thầy cô biết không, những người đó thì dù họ có ăn đồ bổ, ăn đồ cao cấp, ăn rau sạch thì xin lỗi thầy cô, họ cũng bệnh đầy người. Mà vô bệnh viện cái họ biết bệnh gì, họ cứ thấy ủa sao con người thì suy nhược mà bệnh hoạn tùm lum tà la như vậy. Nên nếu thầy cô muốn khỏe mạnh đó, thầy cô chỉ cần làm một việc thôi, đó là luyện cho mình một năng lực cười không có lý do. Có người nó khùng hả, tự nhiên không có lý do gì hết cười. Mình không cười mới là khùng đó. Nên là thầy cô cứ mỉm cười thôi, thầy cô ai làm gì làm. Mình hiểu rằng năng lực con người khác nhau, mình hiểu là suy nghĩ con người khác nhau, vậy thì người ta nghĩ không đúng với mình, không giống như mình nghĩ là chuyện bình thường thôi. Thầy cô hình dung không ạ? Thầy cô cứ cười bình thường thôi. Mình cười bình thường thôi, tự nhiên cái mình làm một cái việc tốt, nếu cái người yêu quý mình họ nói người đó tuyệt vời, anh tuyệt vời thì phát huy nhé. Nhưng mà có khi mình làm một việc tốt, cái người họ ghét mình, tự nhiên họ không biết vì sao họ không ưa mình, họ nói là chơi nổi, cái đó là thể hiện, cái đó là khoe mẽ, cái kỳ cục vậy đó thầy cô, nó ngộ vậy đó. Nên thành ra là người ta nghĩ khác mình cứ cười cười cười. Và để cho thầy cô nhớ được cái sự khác biệt này thì tôi treo cho thầy cô một cái ngày, tối nay thầy cô nghiên cứu, ngày mai nhớ lấy giải, lần này là có giải thưởng bằng tiền mặt nè. Tôi xin gửi tặng cho thầy cô là 20 triệu đồng nếu thầy cô làm được chuyện này. Đó là thầy cô tìm được người nào mà họ có hai ngón trỏ mà giống y chang nhau. Thầy cô, một là thầy cô hãy nghiên cứu chính bản thân mình, lật hai ngón trỏ lên nhìn, tối nay mở đèn lên nhìn chung kỹ. Nếu mình nhìn thấy mình không giống nhau thì đi tìm, ngày mai đi khắp cái xóm của mình lần chồng mình ra nó chồng lại đây, come on lại để em coi cái em kiếm 20 triệu chồng lại đây, xẻ con tay ra, con lại đây mẹ kiếm cái cơ hội lấy 20 triệu cái con. Thầy Phong thầy nói là tối mai nếu mà mẹ tìm ra, ba tìm ra người nào mà có hai ngón trỏ mà giống y xì nhau thì sẽ được 20 triệu, mỗi ngón 10 triệu. Tôi treo cái giải thưởng này 13 năm mà tôi chưa có mất tiền lần nào hết đó thầy cô. Mà tôi không biết đâu, thầy cô có người dị nhân lấy được 20 triệu của tôi thì sao, đúng không? Nên là tối nay thầy cô lật tay của mình ra, lật tay chồng của mình ra, vợ mình ra, con mình ra, ngày mai gặp bất kỳ ai nói cho tôi coi hai ngón trỏ cái coi. Tôi treo giải này 13 năm mà chưa ai lấy được tiền của tôi hết, tôi cũng sầu dữ lắm. Hai cái ngón tay trên cùng một cơ thể, nó đều tên là trỏ, mà nó đã không giống nhau rồi thì làm sao mà có hai con người giống nhau được. Thầy cô hình chung ý này không thầy cô? Ai đã hiểu ý này vậy vậy? Nên nếu như người ta khác mình về suy nghĩ, người ta khác vì mình về năng lực là chuyện bình thường. Trời ơi, mình giải cái bài toán nó cái rạc xong, tới con của mình nó gãi đầu gãi tay là bình thường. Mình là thầy cô, mình chơi đâu? Ủa? Sao thầy cũng giảng vậy mà nó hiểu, mày không hiểu? Trời ơi trời, nó không hiểu là bình thường chứ. Bởi vì thầy cô biết là mình giảng giống nhau nhưng mà cái sự hiểu nó khác nhau là bình thường. Nếu mà thầy cô hiểu được điều này, thầy cô đừng có nói như vậy, tội nghiệp tụi nhỏ. Thầy cô sẽ nói thế này nè: con chưa hiểu hả? Ok, không sao, thầy hiểu. Tức là con mạnh cái khác, riêng môn toán này con cần được hỗ trợ. Thầy giảng lại cho con nè, ý của thầy á, nói xong xuôi, ví dụ như một lớp có 30 đứa, mình giảng xong một cái hỏi ai hiểu rồi, 20 đứa nó đưa tay, coi như là thầy cô thấy vui trong lòng. Vẫn có 10 đứa chưa hiểu, 10 đứa con chưa hiểu hả? Ok, thầy giảng lại cho, đổi cách giảng, bao nhiêu đứa hiểu rồi, 8 đứa nó đưa tay, vẫn có 2 đứa kiên trì chưa có hiểu. Vẫn có 2 đứa nó kiên trì lắm, thầy cô đâu chưa hiểu, 2 đứa con vẫn chưa hiểu hả? Ok, ý của thầy là kẹo, bánh, quýt, xoài gì đó đưa vô, con hiểu rồi, là thầy cô xong trách nhiệm. Thầy cô hình dung không? Còn nếu mà thầy cô giảng trong 30 đứa, thầy cô hiểu, ai hiểu rồi, 20 đứa nó đưa tay, nó nói dạ con, có 10 đứa nó vui gặp mặt. Thầy cô kêu sao vậy, tại sao thầy giảng như vậy, 20 đứa kia nó hiểu rồi mà đây đứa con chưa có hiểu, tập trung vào, đừng có lười học. Nó
đâu có lười gì đâu trời. Nó đang trợn hai con mắt lên nó nghe đó chứ. Nhưng mà tại vì neuron của nó bên đó nó hết. Nên là nếu mà mình là thầy đó, mình phải chịu khó giảng lại. Ai đã hiểu ý đây rồi đứa tay mấy bạn. Đừng có coi thường mấy thằng đó, vài bữa nó thành thương gia đó. Mình phải yêu thương nó, để vài bữa nó thành thương gia, nó giàu có, nó còn lo cho mình chứ trời. Thầy có chứ không? Rồi. Mấy người thấy rằng có nhiều thầy cô mà mình yêu quý họ bây giờ gọi là mình có dịp là mình về mình thăm họ. Đứa tay lên mấy bạn. Đừng có coi thường mấy thằng học dốt. Nó học dốt thôi. Chứ mà qua cái chỗ mà làm ông nó giỏi lắm á. Bởi vì thầy cô biết nhiều thằng nó học không có giỏi nhưng sau này nó giàu lắm á thầy cô. Hình dung không? Trời ơi, tôi có một cái cô giáo ở trên Đà Lạt á, cô kể vậy nè. Sau khi tôi giảng xong cái module này, cô ngồi dưới có cười. Tôi nói, sao cô vui dữ vậy cô? Cô nói, cô vô tình làm đúng. Hỏi sao vậy? Hồi đó, không biết không? Cô đi dạy á, có những thằng nó dốt lắm thôi không? Nó dốt đến mức mà cô nhức đầu luôn á. Cô giảng kiểu gì nó cũng không hiểu. Cô múa rồng, múa rắn rồi cô làm đủ trò đó cũng không hiểu. Nhưng mà cô nghĩ gì nè, thôi mình lỡ làm cô nó rồi, thôi mình nỗ lực thêm chút nữa. Cái cô cứ càng riêng cho nó. Mà không biết không, bây giờ mấy cái thằng mà ham chơi học chốt đó, rất là nhiều đứa nó con của lãnh đạo của thành phố Đà Lạt. Trời ơi, vừa rồi bạn của cô bên Đài Loan về, gọi là muốn quy hoạch một cái khu dự án 20 hectare mà xin bao nhiêu cấp, bao nhiêu quyền cũng không có được. Bởi vì cái gọi là không biết cái đường đi. Vậy mà cô sực nhớ ra một cái thằng học trò học dốt của cô ngày xưa. Cô gọi điện cho nó, cô nói con giúp cô cái, bạn cô nó cần làm cái công trình đó. Thế là nó một cuộc điện thoại thôi, ngày hôm sau gọi là dự án được duyệt, gọi là được phép mua để gọi là được sở hữu miếng đất đó. Thầy cô hiểu cái ý này không thầy cô? Trời ơi, nên mấy cái đứa học giỏi là mình đầu tư. Mà mấy cái đứa nó học chưa giỏi, mình cũng phải đầu tư thầy cô. Rồi mấy đứa nó xong nó giàu lắm á. Mà khi thầy cô giúp được cho nó hiểu được, con không phải là chuyên gia giỏi đúng không? Yên tâm, con có khả năng trở thành thương gia giỏi. Thì lúc đó tự nhiên cái đứa học trò mình đứa nào nó cũng thành công trong cuộc đời của nó. Và thế là chuyên gia nó cũng quay về nó cảm ơn mình. Mà thương gia nó cũng quay về cảm ơn mình. Thầy cô rõ ý này xin đưa tay vẫy vẫy. Trời ơi, cho thầy cô thấy mấy cái đứa học giỏi thầy cô thấy thích. Còn mấy đứa mà nó học bèo bèo, thầy cô có thường nó, thầy cô la nó là trời ơi, ta nói sau này nó giàu nó không báo ơn mình là uổng lắm mà nghe. Nhớ đó. Tôi nói vui thôi nghe. Chứ mà quay lại câu chuyện của con thầy cô đó. Có những đứa nó sẽ là chuyên gia như thầy cô, mà có đứa nó là thương gia, có đứa nó là cả hai. Được không thầy cô? Nên là chúng ta hiểu được ý này rồi, chúng ta không có bị căng thẳng với mấy đứa học không giỏi nữa nha. Năng lực khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách dạy khác nhau, cách học khác nhau. Nếu mà thầy cô nghĩ rằng cứ một cái bài đó mình lên mình giảng đúng cách đó hiểu hiểu thôi, thì thầy cô sẽ khổ, học trò thầy cô sẽ khổ.